Nhà đất mua bán Tiền Giang xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tân Bình của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất có tổng diện tích là 1.200 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về diện tích con đường nha. Trước màn hình anh chị đang xem, đây là mặt đường đan rộng 3,5 m và hướng này mình đi về đường tỉnh lộ 868. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình về tỉnh lộ 868 khoảng tầm 600 m là tới rồi nha anh chị. Và ngay đó có ủy ban dân xã Tân Bình và có trường học, chợ và nhiều tiện ích khác luôn. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này. Nói ngay đó có một cái trụ anh chị thấy ha. Từ đó mà mình đi ngang theo đường lộ này là khoảng 14 m. Và có cái chiều sâu vào là khoảng 86 m. Tổng diện tích đất mình là 1.200 m². Hiện tại anh chủ kêu giá là 1 tỷ hết đất luôn nha anh chị. Còn nếu như anh chị nào muốn mua rộng hơn nữa mà mua thêm đất thì mẹ của anh chủ sẽ bán cho anh chị thêm từ phía bên đây độ khoảng qua là 7 m và có chiều sâu vào là cũng khoảng 86 m luôn. Bên đây thì anh chị có thể về thương lượng thêm với mẹ của anh chủ đất nha. Còn nếu anh chị muốn mua cái mảnh bên đây 1.200 m² á thì anh chủ bán là 1 tỷ. Giá này anh chị có thể về cũng gặp trực tiếp với anh chủ để thương lượng thêm. Đường mình hiện tại là đang đường xe ô tô nha. Và mình được sở hữu luôn cái phần phía bên mấy con kênh này. Đó, mặt tiền mình đường đan 3,5 m và view kênh luôn nha. Đây là xây dựng hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình xây dựng hướng Tây Bắc. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á để tiện tham khảo luôn. Còn nếu tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi là 43 phút, khoảng cách là 30 km. Nếu như anh chị nào ở Vĩnh Long, Cần Thơ vậy ha, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận mà mình về tới đây thời gian đi là 52 phút, khoảng cách là 37 km. Và từ đây mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thời gian đi là 2 giờ 4 phút, khoảng cách là 76 km. Đó, khoảng cách thì anh chị cũng vừa xem xong. Đây là cái cảnh view sông. Phía bên đây người ta cũng có tầm một vườn mít nữa nè. Sông này cá đồ nhiều lắm anh chị ơi. Đó, mình tới cái ranh giới của mình ngay đây. Đi dài xuống luôn là khoảng 86 m. Còn ngang qua gần tới ngay mấy cục điện là 14 m. Bên kia cũng chiều sâu khoảng 86 m luôn anh chị ơi. Còn nếu anh chị muốn mua thêm bên phía bên vườn mít người ta cũng bán cho mình thêm nửa công nữa. Nửa công đó thì anh chị muốn mua thêm thì về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm luôn nha. Còn mảnh bên đây là 1.200 m². Anh chủ kêu bán là 1 tỷ hết đất luôn. Trong đất mình hiện tại đang trồng xoài và một số cây mai nhỏ phía dưới nè. Anh chị thấy ha, đó là còn nhỏ.
Trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Thậm chí xung quanh đây không có luôn. Mà phía bên đây người ta cũng có trồng một vườn sầu riêng và mít luôn. Rất đẹp luôn anh chị. Mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà, nghỉ dưỡng gì cũng được nha. Đó, đây là xài nè. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Tân Bình của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái mảnh đất này được thì anh chị mua để cất nhà nha, hay làm vườn gì cũng được. Đó, mình đi dài xuống phía dưới này luôn. Còn anh chị nào lần đầu ghé xem kênh mua bán Tiền Giang thì cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn giá rẻ tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem anh chị được mảnh nào mà phù hợp với anh chị thì anh chị mua. Đó, cái xoài này cũng bự rồi nè anh chị. Đó, còn vườn mình đây, người ta cũng trồng sầu riêng. Còn phía sau mình thì người ta trồng mít. Còn bên mình thì có thêm cây mận nữa anh chị ơi. Đây thì chủ cũng đào sẵn cái đìa nè, nuôi cá. Đây là nhìn về phía mặt tiền của đất mình á. Điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Ngang là 14 m. Cái chiều sâu là khoảng 86 m. Tổng diện tích đất mình là 1.200 m². Chủ kêu bán hết đất luôn, giá là 1 tỷ. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm nha. Đất mình là đường ô tô nha anh chị. Phía trước mình có cảnh view kinh luôn. Nó anh chị nào mà muốn mua rộng hơn nữa và mua thêm thì bên đây mẹ của anh chủ cũng bán cho mình thêm nửa công nữa, là 500 m² nữa đó. Nếu mà tính giá bên đây 1.200 m² mà bán 1 tỷ thì bên kia khoảng nửa công nữa thì bán khoảng 400 mấy nữa anh chị ơi. Tức là mình có khoảng 1.4 tỷ là mình có được một mảnh vườn 1.700 m². Đó, trong đất mình thì trồng xoài và mai vàng đó nha anh chị. Anh chị nào đam mê trồng kiển thì về mình để thời gian nữa thì mấy cây mai này nó sẽ bự lên. Rồi anh chị làm hàng rào ha. Ở đây an ninh cũng tốt nhưng mà mình cũng làm cái hàng rào để bảo quản trong đất mình. Mảnh đất trồng mai và xài, tổng diện tích là 1.200 m². Anh chủ kêu giá 1 tỷ. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp mua mảnh này thì liên hệ cho xem nha. Đó, đường mình là phía trước là đường ô tô. Nếu ô tô mình đi đường bên đây, còn bên đây cũng đi được luôn. Nhưng mà bên phía dưới nó có cái ẹo, mình cũng vẫn đi được nhưng mà hơi khó hơn đường bên đây. Bên đây thì nó sẽ tiện hơn, thông qua hai bên đường thông luôn. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video.
Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo nha.